Dân tôi là Quốc Hải, 35 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ mọi người về cái quá trình điều trị căn bệnh của tôi cách đây 5 năm. Cách đây 5 năm thì tôi đã mắc phải một căn bệnh cũng do cái đặc thù công việc của tôi là làm nghề trực vụ, cho nên phải thức khuya dậy sớm. Cái chế độ ăn uống thì nó cũng thay đổi, không được đều đặn. Và cái bữa tối của tôi thường thường nó sẽ diễn ra vào khoảng 11-12 giờ đêm. Và cái bữa trưa của tôi sẽ diễn ra vào khoảng 2-3 giờ chiều. Cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái dạ dày của tôi. Cái thời kỳ đầu ấy, thì nó chỉ có xuất hiện cái tình trạng mà húng hắng ho, hoặc là nó hơi bẩm bẩm ở cổ này. Thì tôi cũng nghĩ rằng là cũng do là cái chế độ ăn uống cũng như là hoặc là do cái thời tiết nó thay đổi, cho nên là tôi bị cái hiện tượng đó. Nhưng mà cũng chủ quan không đi khám ở đâu đó. Cho nên dần dần thì cái bẩn của tôi nó nặng hơn, dẫn đến cái tình trạng là bị ở hơi, ở cay, ở chua, thậm chí là bị trào ngược khi ăn. Cái trào ngược này thì nó không bất cứ bằng cái thức ăn rắn hoặc lọc nào cả, mà thậm chí có những lúc tôi uống sữa nó cũng bị trào ngược, và nó gây ra cái hiện tượng rất khó chịu. Nó cay hết cái vùng mũi, vùng cổ. Nó làm cho tôi cảm giác nặng, mệt mỏi và căng thẳng, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Trước đây thì tôi cũng đã từng đi thăm khám ở các cái bệnh viện tuyến địa phương cũng như trung ương. Thì ở đây được các bác sĩ chẩn đoán rằng là tôi bị viêm phổi và trào ngược dạ dày do viêm hăng vị. Thì bác sĩ cũng có kê đơn và tôi cũng có vẻ điều trị, nhưng mà nó cũng chỉ được một thời gian, nó thuyên giảm được một chút rồi lại tái phát lại, và nó gây ra cái cảm giác rất là đau. Và tôi cảm thấy rằng là giống như mình cảm giác phải sống chung với cái căn bệnh này vậy. Tôi phải mất hơn một tháng để điều trị căn bệnh này, và nó ảnh hưởng trong khi đó là điều trị nhưng mà nó cũng không có hiệu quả. Và có thời điểm mà tôi bị đau quá phải xin nghỉ để ở nhà để nghỉ dưỡng và điều trị. Và nếu mà ai đã từng bị mắc căn bệnh này thì mọi người cũng biết cái cảm giác chán ăn, buồn nôn, khó chịu gây ra rất nhiều những cái hệ lụy trong công việc. Nó giảm rất là nhiều cái năng suất công việc của tôi. Và có thể thấy rằng là có những lúc mà vào thời điểm tôi ăn tối xong thì nó có cảm giác là chướng bụng và đau quặn quại, phải đi cấp cứu lúc nửa đêm. Cái thời điểm đó thì tôi đã giảm khoảng 10 kg. Sức khỏe lúc đó nó ảnh hưởng rất là nhiều, và cái thể trạng của tôi, cái tinh thần của tôi suy sụp rất là nhiều. Và lúc đó cả gia đình tôi đều lo lắng. Cũng được mọi người mắc rất nhiều những cái mẹo để chữa cái căn bệnh dạ dày này. Thì ngày xưa thì chăm lắm, sáng nào cũng dậy để pha mật ong với lại nghệ trộn vào rồi xúc ăn, nhưng mà cũng chỉ thuyên giảm được một phần nào, và cũng chỉ được một thời gian nào đó. Sau rồi cũng do cái đặc thù công việc cũng không thể kiên trì được, mà nó cái tình trạng bệnh nó vẫn tái phát lại như vậy. Cho nên rằng là tôi trong đầu cũng nghĩ lúc nào cũng chắc phải sống chung với nó suốt cả đời này, không biết là liệu có tìm được ra một cái phương pháp nào đó không để mà chữa khỏi căn bệnh này. Tôi rất băn khoăn và suy nghĩ. Thì trong một cái lần đi nhậu với bạn ấy, thì cũng được đang nhậu thì lúc đó tôi nhăn nhó, bởi vì sử dụng rượu bia với đồ cay nóng cho nên là nó phản ứng ngay. Thì bạn tôi có nhìn thấy và có hỏi tôi rằng là thế tại sao mà lại nhăn nhó như vậy. Thì tôi cũng chia sẻ rằng là tôi đang bị cái tình trạng trào ngược dạ dày, ăn vào nó ở hơi, ở chua lên. Bạn tôi có giới thiệu tôi đến nhà thuốc Đỗ Mân Đường để thăm khám xem tình trạng như thế nào. Bạn tôi cũng có nói rằng là trước đây vợ này cũng có đến đây thăm khám và điều trị ở đây cũng cho kết quả rất là tốt. Thì sau khi mà bạn tôi mắc đến với nhà thuốc Đỗ Mân Đường thì tôi cũng sắp xếp thời gian và tôi đến. Thì cũng may mắn tôi được gặp bác sĩ Tùng Lâm, là một trong bác sĩ rất là giỏi của nhà thuốc Đỗ Mân Đường, đã trực tiếp thăm khám cho tôi và cho ra cái phác đồ điều trị cho tôi. Thì ở đây thì bác sĩ đã bắt mạch và kê đơn cho tôi dùng cái liệu trình trong vòng 4 tháng. Thì bác sĩ có nói rằng là với cái thuốc nam này thì phải kiên trì sử dụng thì nó mới có tác dụng và sẽ điều trị được dứt điểm cái bệnh dạ dày của tôi. Thì tôi cũng nghe theo bác sĩ nói như vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào đỡ về điều trị. Thì sau khi bác sĩ kê đơn thì tôi đã mang về sử dụng được 2 tuần thì tôi chưa thấy cái hiệu quả nó được nhiều, chỉ hơi suy giảm được một chút xíu. Còn cái tình trạng mà ở hơi, ở cay, ở chua của tôi thì nó vẫn còn. Thì tôi có điện hỏi bác sĩ thì bác sĩ có bảo là cứ kiên trì sử dụng thêm thời gian nữa thì sẽ được suy giảm cái tình trạng bệnh.
thì tôi tiếp tục sử dụng được khoảng 2 tháng thì tôi thấy cái tình trạng của tôi là nó đã thuyên giảm đi rất là nhiều. Đặc biệt là cái tình trạng ở hơi ở chua của tôi là nó đã thuyên giảm đi rất là nhiều. Tôi có gọi điện chia sẻ bác sĩ rằng là cái tình trạng của tôi đã tiến triển rất là tốt rồi. Thì bác sĩ có nói rằng với tôi rằng là cứ cố gắng sử dụng nốt cái quá trình liệu trình 4 tháng đó thì cái tình trạng của tôi sẽ được thuyên giảm và sẽ hết bẩn dạ dày. Nghe vậy thì tôi cũng vui mừng và tôi cũng sử dụng tiếp theo đến tháng thứ 4 thì tôi cảm thấy rằng là wow, quá thật được tuyệt vời. Cái tình trạng mà của tôi gần như là nó thuyên giảm hết luôn và gần như là hết hẳn. Tôi cảm thấy ăn ngon hơn này, ngủ ngon hơn và cái chế độ sinh hoạt của tôi nó đều đặn hơn. Từ nay thì tôi đã có thể rằng là sinh hoạt với các cuộc nhậu với bạn rồi. Công việc của tôi cũng hanh thông hơn. Ngày xưa thì khi mà nói đến thuốc nam ấy, thì tôi rất là ngại sử dụng cái việc mà phải sắc thuốc thức đêm thức hôm một sáng sớm dậy để có thể sắc ra một cái thang thuốc để uống. Như với nhà thuốc Đỗ Minh Đường rất quan tâm đến cái tâm sinh lý của khách hàng, đã bào chế thuốc sang dạng, sắc thuốc sang dạng là viên nang để có thể rằng là khách hàng dễ dàng sử dụng hơn và không mất nhiều công sức. Và đây chính là cái dạng viên nang mà nhà thuốc Đỗ Minh Đường đã bào chế ra để cho khách hàng sử dụng. Và quá trình sử dụng tôi đã kiên trì sử dụng và đến nay tình trạng của tôi đã hoàn toàn là rất là tốt. Một lần nữa tôi cảm ơn nhà thuốc Đỗ Minh Đường rất là nhiều. Cảm ơn đến bác sĩ Tùng Lâm đã cho tôi một sức khỏe, đã cho tôi được một cuộc sống như bây giờ. Xin trân trọng cảm ơn.